Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lato AZ. Và hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời khi mà chúng ta được nghỉ lễ bù. Và vì thế thì hôm nay với cái thời tiết như vậy và với cái không khí vui vẻ như thế, chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời những câu hỏi thôi. Đúng rồi, cố gắng trả lời những câu hỏi thật là vui. Câu hỏi thứ... Em đi về. Sao đây? Câu hỏi thì đã dài rồi mà lại không thấy không Minh Cận lại nhờ Minh Muối Thanh Thủy với review tư vấn rồi. Ôi. Không sao, Minh Cận là em Minh Muối, anh trả lời hộ Minh Muối được. Thế nhờ. Thôi rồi, đọc câu hỏi xem tôi. Thôi rồi, em đọc câu hỏi cho anh nhé. Chào Lotto AZ, mong bạn Minh Muối, Thanh Thủy hoặc review không có Minh Cận tư vấn giúp. Mình đang phân vân giữa Acer Nitro 5 Tiger phiên bản i7-12700-3050Ti, Acer Tuf 2022 Ryzen 7 6800-3050, Legend 5 phiên bản Ryzen 7 hoặc là i7-3050Ti trong tầm giá từ 29-31 triệu. Giá này thì bao gồm là up thêm một thanh RAM 8GB nữa rồi. Đợt này thì Acer sale khá mạnh dòng Tiger, thì không biết là build nhựa của Acer dùng trong thời gian dài thì có bị ọp ẹp và quạt có bị kêu xào xào hay không. À, Acer thì nổi không, tiếng anh bảo này, cái câu này nó hơi dài ấy, nên chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề của bạn một. Ok, đấy. Ok. Đầu tiên là vấn đề quạt nó có bị kêu xào xào không, thì xin thưa với bạn là bạn hoàn toàn yên tâm. Con Acer Nitro 5 phiên bản 2022 không với thiết kế hoàn nữa. Toàn mới không xào xào. Không xào xào. Nó kêu vù vù. Chuẩn. Quá nó tuyệt phải vời. Kêu như là một cái phản lực vậy bạn ạ. Đúng vậy. Và tiếp theo đó thì là nhựa của Acer dùng thời gian dài có bị ọp ẹp hay không. Thì kể cả đối với những dòng Acer Nitro 5 phiên bản 2019 thì đúng là thời gian sau một khoảng thời gian thì nó bắt đầu có cái cảm giác là nó không còn được khít nữa. Đúng vậy. Tuy nhiên thì với bản 2022 mình thấy rằng là cầm rất là đầm tay và cũng như các chi tiết của nó hoàn thiện rất là tốt. Và đúng. Vì thế bạn có thể yên tâm về chất lượng build của bản Acer Nitro 5 2022. Rồi, tiếp đến câu hỏi tiếp theo của bạn là Acer thì nổi tiếng với việc máy nóng, mặc dù là bản 2022 đã cải tiến lên tải 13%. Nhưng cũng không cải thiện được là bao, nhưng chắc cũng không cải thiện được là bao nên hơi đắn đo về độ bền các linh kiện trong máy. Ở Legend 5 thì bét rồi, nhưng mà ngại là màn khá mỏng và bản lề của Legend 5. Thì cái Acer này thì em thấy là nếu mà nói về con số nhiệt độ thì nó phải hơn 13% đấy nhờ. Hơn nhiều đấy. Thế còn cái vụ Legend 5 thì theo anh Minh như nào, màn mỏng với bản lề? Theo mình thấy thì Legend 5 có một cái vấn đề đấy là khi mà anh em mở máy chẳng hạn, mà mở không cân hay là chúng ta mở từ một bên của máy chẳng hạn thì nó sẽ có hiện tượng đấy là nó bị cong, nó bị vênh màn. Cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người sử dụng mà thôi. Tuy nhiên thì cái việc là màn của chúng ta nó dễ bị hỏng chẳng hạn thì là hoàn toàn không có. Rồi. Có chăng là có một vài lô, ví dụ như kiểu là lô 1660 Ti thì nó sẽ bị đúng màn này, các thứ. Thì cái đấy chỉ có một hai lô thôi, cũng không phải là cái vấn đề. Mà cái vấn đề là cong vênh bản lề do mở lệch thì em thấy là nó do người dùng, không phải do con máy. Đấy, vấn đề tiếp theo là bạn ấy có nhu cầu là chơi game 3A này. Chỉ mở file nhẹ nhàng tác vụ văn phòng. File cut nhẹ nhàng tác vụ văn phòng là game thì game tầm trung thôi. Có chạy giả lập game và ưu tiên về cái vấn đề là giải trí, xem phim, lướt web, nhiều tab Chrome. Mặc dù là không cần pin gaming hạo dự rất cao nhưng cũng mong tác vụ văn phòng và tiết kiệm pin được khoảng 4 tiếng. Hơi khó, cái tầm giá này mà muốn là hiệu năng cao thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải hy sinh pin. Còn nếu như bạn cần pin trâu chẳng hạn thì có một vài những mẫu, ví dụ G14 ấy, nhưng mà trông có vẻ là G14 thì nó lại cũng không đảm bảo được cái vấn đề là tản nhiệt của bạn ấy lắm. Tiếp đến là bạn ấy thích thiết kế gaming nên là sẽ không tư vấn Ultrabook, không máy chạm và cũng không phải VG. Liệu Intel i7 Gen 12 có vượt trội so với Gen 11 và Ryzen 6800 hay không? Chắc chắn là sẽ vượt trội. Đúng, chắc chắn vượt trội. Và đi kèm với việc là vượt trội như vậy thì chúng ta có một vấn đề là chúng ta sẽ ăn nhiều điện hơn là bốn. Đấy. Và tiếp theo đó thì Gen 12 có DDR5 đáng để nâng cấp so với DDR4 hay không? Và chắc chắn là số 5 lớn hơn số 4. Chắc chắn là có. Có cái hiệu năng cũng như là những cái công nghệ đi kèm thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là việc nâng cấp này hoàn toàn là hợp lý. Đúng. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian mà loanh quanh 2022 hay là thậm chí là đầu năm 2023 thì mình thấy rằng là cái việc là nâng cấp lên DDR5 nó vẫn chưa phải là một cái sự lựa chọn tối ưu về mặt kinh tế. Đặc khi mà chúng ta có trong cái tầm giá nó đúng rồi. Thấp như này. Đấy. Giá thành của nó sẽ bị độ lên khá là nhiều. Và thứ hai nữa là chắc là Minh Cận đã biết rồi. Đấy, thì cái việc là DDR5 hay DDR4 ấy nó sẽ đi kèm theo cả một hệ thống máy. Thì chúng ta sẽ không chọn được. Cái này thì bạn sẽ phải tùy thuộc theo việc là bạn chọn con máy nào thôi. Đúng rồi. Còn cái việc của bạn thì bây giờ chốt lại là trong tầm giá từ 29-31 triệu. Mà bạn lại muốn là Nitro Tiger thì bạn cũng phân vân. Tup thì bạn bảo là nóng, còn Legend 5 thì bạn bảo lo bản lề, thì thực sự là mình không biết là tư vấn thêm mẫu nào vì tất cả những mẫu gần như ngon nhất thì bạn đều không đồng ý được. Nói chung là về cái vấn đề mà gọi là đánh tạp này, xong rồi là sử dụng mà nó kiểu là nó cân bằng giữa cả việc giải đúng trí rồi. Với cả hiệu năng hay là chất lượng build và tản nhiệt thì mình đánh giá là Legend 5 với là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Mình có chăng là hơi lấn cấn cái việc là bạn muốn pin của nó khoảng 4 tiếng thì chắc là cũng có thể lên đến tầm khoảng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. 3 tiếng rưỡi được. Ừ. Đấy.
đấy. Thôi, còn thì... hơn thì pin cao hơn thì chắc là có Tubdas S15. Đúng rồi, có Tubdas thôi. Đấy thì đấy là một số những cái lựa chọn cho bạn đấy. Và đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn A Võ. Rồi, anh chị cho em hỏi là giữa Dell Virtual 5510 i7 11390H và IdeaPad 5 Pro 16 inch Ryzen 5 5600H thì con nào mạnh hơn, con nào bền hơn? Bạn ấy học công nghệ thông tin, chúc anh chị và shop luôn thành công ạ. Ok, và việc học công nghệ thông tin ở đây thì mình cũng đã làm một video cụ thể dành cho anh em rồi. Nó có rất là nhiều ngành và mỗi ngành nó sẽ có một cái yêu cầu về mặt đồ họa khác nhau. À xin lỗi, không phải là đồ họa, nghĩa là cấu hình khác nhau. Đấy, thì ở đây thì Dell Virtual 5510 bản i7 này thì mình thấy rằng nó sẽ đi kèm với MX450. Còn bên IdeaPad 5 Pro thì nó sẽ tùy bản, nó sẽ đi với GTX 1650 hay là nó đi với cả 3050 hoặc là MX450, thậm chí là cái loại mà nó không có cả cạc đồ họa cũng có. Đúng. Đấy, thì cái này thì bạn cần phải cân nhắc xem là cái cấu hình gì nó sẽ phù hợp với bản thân bạn. Còn nếu như mà với cái việc là đây là mình đang so sánh rằng là cái bản mà nó chỉ có hai con chip đấy thôi nhá, không nói gì về vấn đề mà cạc đồ họa, cứ mặc định rằng là cái ngành bạn không cần mặc cạc đồ họa đi, thì đầu tiên là về chất lượng hoàn thiện, chất lượng build, hai con này xem nhau. Cái chất lượng hoàn thiện đều làm từ kim loại và cái độ dày của cái kim loại này cũng xem bằng nhau. Còn ở đây thì mình sẽ đánh giá cao IdeaPad 5 Pro hơn khi mà chúng ta có màn hình 2K này. Đấy, xong rồi là kể cả là cái hiệu năng của cái con chip này, mặc dù là hai con này nó cùng là chip hard đấy, nhưng mà mình thấy rằng cái hệ thống tản nhiệt trên IdeaPad 5 Pro ấy nó khiến cho cái con chip này nó bung được hiệu năng hơn so với cái con Dell Virtual kia. Đúng rồi. Dell Virtual thì nó hơi bóp con chip này một chút. Đúng, chính xác. Còn cái vấn đề mà RAM nữa thì con IdeaPad 5 Pro thì nó sẽ có bảng là 16GB RAM sẵn. Còn bên kia thì bạn có thể là nâng cấp được khe RAM. Thì mình thấy là 16GB RAM là đã đủ với các bạn học kinh thông tin, công nghệ thông tin rồi. Và bản thân mình thì nếu như mà lựa chọn, mình sẽ chọn IdeaPad 5 Pro. Hoặc nếu không thì chọn một con máy kiểu ThinkPad T14 chẳng hạn thì cũng sẽ là một lựa chọn ngon. Rồi, cảm ơn anh Minh. Sau đến câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hai Domo. Domo. Em chào hai sinh sản ạ. Hai cho em hỏi là giữa Tiger 5 12200H và Tubdas S15 12450H thì con nào pin khỏe hơn ạ? Em sợ khi đọc sinh viên mà lúc nào cũng phải cầm theo cái sạc thì nó hơi phiền. Với lại cho em hỏi là cổng Thunderbolt có tác dụng gì vậy? Em chúc kênh ngày càng phát triển hơn. Đầu tiên là hai con này thì con nào pin khỏe hơn là Minh Cận? Tubdas anh ạ. Chắc chắn luôn. Tubdas khi mà bật cái tức là khi mà bật cái chế độ hybrid mode lên nhá, và chúng ta để về cái chế độ là eco luôn, tích pin ấy, eco, đúng không? Thì nó có khả năng pin nó sẽ được rơi vào tầm từ 5 cho đến là 6 tiếng với những cái tác vụ hỗn hợp bình thường. Và cổng Thunderbolt có tác dụng gì thì anh mình liệt kê đi, em đếm cho này. Nó có rất là nhiều tác dụng. Đầu tiên nhá, chúng ta có thể là chúng ta sạc được pin qua cái cổng này. Rồi. Thứ hai là cái tốc độ truyền nhận dữ liệu nó nhanh hơn so với cổng Type-C thông thường. Chuẩn. Ba. Thứ ba là cổng Thunderbolt chúng ta có khả năng hỗ trợ xuất hình. Đấy. Chuẩn. Và luôn. Vì thế thì một cái cổng Thunderbolt này nó có thể thay thế cho khoảng 2 3 4 các cổng khác ở trên cùng một con laptop. Và vì thế nó rất là tiện lợi và đây là một công nghệ cao cấp. Đó. Đúng, chính xác. Rồi. Quá chuẩn. Câu hỏi tiếp theo rồi. Của bạn Lê Bảo. Ê, hình như là Lê Bảo này khác với Lê Bảo lần trước hay lên kênh hỏi đáp mình. Em không biết, kênh mình dạo này nhiều Lê Bảo lắm. Không có number. Adi ơi, cho em hỏi là tầm giá khoảng 30-35 triệu có đối thủ nào về mảng Game 3A ngon hơn con Tub A15 Ryzen 7 6800 và RTX 3060-20 ạ? Không có đối thủ nào kém hơn con này hết. Đúng rồi, đối thủ nào cũng ngon hơn hết. Kể cả là hoặc là bảng. Cái này thì bạn thấy rằng là cái thông số mà chúng ta nhìn ấy thì có thể là con này ngon đấy. Tuy nhiên thì nếu như mà xét cả về cái trải nghiệm sử dụng này cũng như là nhiệt độ ấy, chất lượng build thì con này nó coi như là nó không có cái điểm gì quá nổi bật cả. Đúng rồi. Nếu như mà xét về cái hiệu năng chẳng hạn thì chúng ta vẫn thua kém một vài những mẫu khác như Dell G15 chẳng hạn này. Đúng rồi. Khi mà chúng ta có cái mức mang điện switch, hay là các cái các thứ nhiều công nghệ hơn đấy. Lenovo Legion 5 cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Hay là thậm chí là chúng ta lại còn có thể sắm được một vài những mẫu sách tay. Ví dụ như kiểu Len 5 Pro à thôi. Thế thì nó lại hay là quá. Mình thấy còn có cả bản ROG SK 15 nữa, cũng loanh quanh tầm khoảng là 35 triệu. Nếu anh em có thể tìm được cái chỗ sách tay ngon. Đúng rồi. Với lại là thật ra thì con này em thấy nó chỉ nổi bật ở cái việc là cấu hình nó tốt và nó có tính cái thông di động số cao của thôi. Nó tốt thôi. Đúng rồi. Có tính di động cao thôi, còn lại thì về hiệu năng thì không đánh giá cao lắm. Rồi, câu tiếp theo. Thái Nguyễn Hồng. Anh ơi, cho em hỏi là em học kiến trúc và dùng Acer Nitro 5. Hiện em thấy 512GB của máy khá lạn hẹp và em muốn nâng thêm là 1TB bộ nhớ nên em dùng là SSD SATA 3 hay là HDD hoặc là NVMe Zen 3. Liệu sự khác biệt về giá và hiệu năng render có khác biệt hay không ạ? Đầu tiên thì cái việc là chúng ta khác biệt về bộ nhớ này thì bạn sẽ dùng bộ nhớ này để mà lưu các project này hay là lưu các asset của cái ngành kiến trúc. Thì cái việc là nó có chênh lệch về hiệu năng render thì gần như là không chênh lệch quá là nhiều. Bởi vì chúng ta render ấy thì nó sẽ sử dụng cái bộ nhớ mà chúng ta đang cài cái phần mềm, chứ không phải là cái bộ nhớ mà chúng ta lưu asset. Nó có tác động nhưng mà nó tác động rất là ít. Đúng. Rồi. Và nếu như mà lựa chọn nhá, có điều kiện chúng ta sử dụng SSD SATA 3 thì nó sẽ là cân bằng nhất.
HDD thì nó hơi chậm và cái công nghệ của nó hơi cũ rồi. Còn thì nó rẻ. Đúng rồi. NVMe Gen 3 thì đúng là tốc độ của nó nhanh thật. Tuy nhiên thì cái nhiệt độ của nó cho ra nó rất là cao đúng không? Và tương đối tiếp đắt. Theo đó thì nó đắt nữa. Đúng rồi. Đấy, chính thì xác, cái bên xác. SSD SATA 3 kia nó không nhanh bằng với cả NVMe Gen 3, nhưng mà nó cũng không chênh lệch quá là nhiều, mà giá tiền rẻ hơn này và cũng như là cái khả năng tản nhiệt của cái con SSD SATA 3 này nó cũng ổn hơn. Đúng. Thì nó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chính còn xác. Nếu như mà không có điều kiện thì bạn chọn HDD cũng được, không sao cả. Ok. Câu hỏi số 6 của bạn Lạc Nguyên Giang. Chào anh chị, em hiện tại học ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Em đang có 15 triệu có thể cố lên 16. Anh chị có thể tư vấn cho em một con laptop dùng ổn trong 4 năm đại học, chơi được Genshin, LOL, giả lập Nintendo Switch. Dễ. Ui, màn IPS RAM 8GB, ROM 256 hoặc 512. Pin càng lâu càng tốt, mỏng nhẹ càng tốt. Em đọc ba cái đầu em đang bảo là dễ quá, đọc đến hai cái sau thì đúng đấy nhở. Đây là một trong những bạn cái gì cũng muốn. Đây, hiệu năng cao, khỏe, màn IPS, RAM nhiều, ROM nhiều, pin trâu, lại còn phải mỏng nhẹ mà giá 15 triệu. Thực sự thì đây là một cái câu hỏi rất là đau đầu, vì nó ra không có câu trả lời. Khó nhở. Nói chung là ở trong thời gian này thì em nghĩ là chúng ta sẽ phải chấp nhận hy sinh. Nếu như chúng ta muốn là dùng ổn 4 năm đại học này, chơi được game tốt này, màn IPS, RAM 8 này và bộ nhớ nhiều ấy, chúng ta có một số lựa chọn như là Dell Gaming G5 7559, 7567 hoặc là một số mẫu Nitro hoặc là Tube của năm 2020, nhưng mà bây giờ thì nó cũng rất là khó kiếm rồi. Và còn một cái lựa chọn nữa, đấy là nếu như chúng ta không chơi game, chúng ta chỉ có tất cả những nhu cầu này, chúng ta có pin lâu, chúng ta có mỏng nhẹ, màn IPS được và dùng được 4 năm đại học, thì chúng ta có Everdyne Modern 14 này hoặc là Acer Aspire 5 này cũng được này. Đấy, chính là những cái lựa chọn cho bạn. Ui. Cái gì đấy? Bạn Sâu Lê Ngọc còn bảo rằng là tầm 15 triệu có MSI Bravo 15 Ryzen 5 5600 RX 5500M cũng khá ngon. Con này thế giới thế nhở? Mức giá rất là thế giới. Ở đâu có giá này đây? Anh cũng không biết nữa. Em cũng không thì biết. Có thể là bạn Sâu Lê Ngọc thì có thể comment hộ mình xem là cái mua ở đâu ấy, chúng mình cũng muốn sắm con MSI Bravo 15 này. Nói anh em trong công ty mỗi người làm con nhỉ. Giá này, thì ngon quá. Ngon quá. Nhưng mà quan trọng là mình không biết là con này kiếm ở đâu, giá cũng hơi ảo. Không biết là nó có lấy ít không? Có bịp không? Rồi đến câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Sang. Nghe tên biết ngay người giàu. Sang. Nghe sang rồi. Cho em hỏi là giữa hai con máy Gigabyte Aorus 15P phiên bản i7-11800 và RTX 3060, Lenovo Legion 5 Pro cũng cấu hình tương đương, thì con nào sẽ đáng mua hơn? Legion thì sẽ giá cao hơn Aorus khoảng độ 2 triệu ạ. Con Gigabyte Aorus 15P Minh Cận đã bao giờ được trải nghiệm chưa? Em thì em và một số người bạn nữa cũng từng có cơ hội gọi là được dùng thử con này rồi. Thì thấy là con Aorus 15P này nó có một số những cái điểm sau đây. Đấy là em thấy là đầu tiên là về cái tản nhiệt của nó. Tản nhiệt của Aorus 15P này nó tương đối là tốt. Nó là một con máy nó tương đối là dày bản, nhưng mà và cái tản nhiệt của nó thì cái đường không khí đi ấy rất là tốt, nên cái nhiệt độ cho ra nó cũng rất là mát luôn. Nếu so với cả Legion 5 Pro thì sao? Em nghĩ là nó sẽ nhỉnh hơn một chút đấy. Khi mà so chơi những cái tựa game thì em để ý là nhiệt độ của con 15P nó mát hơn so với con Pro mà em đã từng được trải nghiệm. Tiếp theo nữa là về cái pin. Pin con 15P trâu thực sự luôn đấy. Nó 99Wh, nhưng mà cái tối ưu pin của nó rất là tốt đấy. Cho nên là nó có thể lên đến tầm là từ 5 đến 6 tiếng cho một cấu hình như này. Em nghĩ là nó tương đối khỏe. Thế còn chất lượng hoàn thiện? Chất lượng hoàn thiện thì con này nó làm bằng nhựa. Aorus 15P là bằng nhựa, nhưng mà cái khung máy của nó em thấy nó vẫn rất là cứng cáp. Nhưng mà nếu như thực sự mà đem cân lên bàn cân so với con 5 Pro thì lại vẫn hơn. Ok. Với cái nữa là con 15P cái camera nó ở đây, nó soi lỗ mũi. Soi lỗ mũi nó hơi đùi một tí không? Thiết kế nó hơi kiểu nó bị không được phá cách. Đúng. Nó bị phá hết cả bàn phím. Và vì thế, nếu như bạn chọn một con máy mà có thiết kế này hay là chất lượng hoàn thiện tốt thì chúng ta hãy chọn Lenovo Legion 5 Pro. Còn nếu mà bạn quan tâm về hiệu năng, tản nhiệt hay là cũng như là việc là một con máy pin trâu thì hãy chọn con Gigabyte Aorus 15P. Thế nhá. Ok. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn No Name Bạc Liêu. Lại là em đây. Ok, No Name Bạc Liêu, lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Hay cho em hỏi ngu phát là thay vì tìm mua laptop của Maxwick thì tại sao chúng ta không chỉ đơn giản là vào Device Manage và Disable Carbon ạ? Ừ nhỉ, tại sao chúng ta lại phải làm cái gì mà nó lằng nhằng thế nhở? Hay, bạn No Name Bạc Liêu cho chúng ta một sự lựa chọn rất hay. Nhưng mà tại sao nhỉ? thì đầu tiên là việc chúng ta Disable Carbon nhá. Thì khi mà chúng ta chơi các tựa game, đúng là chúng ta sẽ không còn cái hiện tượng là carbon là tranh việc của GPU rồi. Còn đâu, đấy. Còn carbon đâu. Không còn carbon. Nhưng mà các bạn hãy thử tưởng tượng này, như chúng mình cũng đã tả trong một vài các clip, thì việc render ra các khung hình hay là các cái game ấy thì nó sẽ là công việc của kể cả carbon và carbon rời. Tuy nhiên thì việc mà chúng nó đưa cái hình ảnh đó lên trên màn hình thì nó vẫn sẽ phải đi ngang qua carbon. Và khi các bạn disable carbon rồi
thì nó cũng vẫn, cái băng thông của nó cũng vẫn như thế, và nó vô hình nó vẫn là một cái gì đó nó bóp bóp lại cái hiệu năng của máy. Đúng rồi. Đấy, đấy là cái về vấn đề là hiệu năng nhá. Thì mặc dù là các bạn có thể là khiến cho nó không bị tranh việc nữa. Đấy. Nhưng mà nó vẫn bị bóp hiệu năng do băng thông, nó vẫn phải đi qua carbon. Chính xác. Tiếp theo đó thì là carbon nó sẽ giúp cho chúng ta những cái công việc, ví dụ như kiểu là độ phân giải này, hay là về tần số quét, nó cũng sẽ quản lý cho chúng ta cái vấn đề đấy. Đúng. Và khi các bạn disable carbon đi thì các bạn sẽ thấy rằng kể các bạn để ở màn hình desktop bình thường thì cái icon của các bạn nó rất là to và nó rất là xấu. Dỗ. Đấy, dỗ nữa. Đó, và đấy là những cái nhược điểm khiến cho chúng ta không disable carbon. Chúng ta các cái ưu điểm nó không được quá nhiều mà chúng ta có rất là nhiều nhược điểm. Nói chung là cái này là một cái mà các kỹ sư họ đã nghiên cứu rồi, nói chung là mình có thì mình nên tận dụng nhưng mình cũng không nên. Em yêu khoa học thì cũng được thôi nhưng mà nó không được. Trước thì mình cũng thử làm cái việc disable carbon trên con Acer Nitro 5 nhưng mà mình đã dính phải rất là nhiều những cái lỗi đi kèm nữa. Đấy cũng là một cái chia sẻ cho bạn No Name Bạc Liêu. Rồi ok, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hải Tấu Hải. Úi giời, rất là đúng phong cách của chúng tôi. Ất trên hỏi là giữa Acer Nitro 5 Tiger i7 RTX 3060 Ti 16GB và Lenovo Ryzen 5. Ryzen 5 3060 8GB thì cùng giá nên chọn con nào? Ít chơi game và học công nghệ thông tin. Ok, thế bạn Minh Tấu Hai. Em thì cái này thì em sẽ chọn Ryzen 5 vì là cho dù là ít chơi game hay là chơi game nhiều thì hai cấu hình này nó cũng vẫn đáp ứng tương đối tốt. Và Ryzen 5 thì nó sẽ có cái cấu hình rồi màn hình hay là về tương đối những cái thiết bị trang bị đi kèm của nó thì nó sẽ phù hợp để cho chúng ta đánh tạp được tốt hơn. Còn về vấn đề RAM thì chúng ta có thể nâng thoải mái. Sao nâng được mà đúng không? Đúng rồi, còn con i7 trên con Tiger này thì thực sự là em thấy nó đi kèm Win 11 nó mới bung được hiệu năng và nó hơi... Thế nó như nào nhỉ? Nó hơi thừa. Nó hơi thừa đúng không? Thừa quá nhiều so với nhu cầu của bạn. Sợ còn bù điện áp các thứ nữa đúng không? Mà cái đấy, con card thì nó lại hơi yếu. Ở đây thì bạn nói là bạn ít chơi game mà học công nghệ thông tin, cũng không biết là bạn học ngành gì của công nghệ thông tin. Thì nếu như bạn học các ngành liên quan đến AI, xong rồi là Deep Learning, lập trình các thứ hay là lập trình game đó, thì mình nghĩ rằng là bạn chọn Lenovo Legion 5 là một sự lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu như mà học các cái ngành khác, ví dụ như kiểu lập trình web này hay lập trình phần mềm các thứ, thì chúng ta có thể chọn một con Ultrabook trong cái tầm giá này, nó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt hơn. Thì nó sẽ pin trâu hơn, xong rồi là các thứ. Rồi, thế là câu hỏi của bạn Hải Tấu Hải đã xong. Chúng ta đến với câu hỏi số 10 của bạn Storm Moba. Em dùng HP Omen 16 Ryzen 7 5800 mà chỉ bật mỗi Omen Gaming Hub thôi, mà CPU cũng chỉ khoảng 85-95% là sao? Có cách nào khắc phục mà không giảm hiệu năng hay không em để quạt auto ở chế độ balance? Ok. Thì có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta chỉ bật mỗi một phần mềm hay là bật nhiều phần mềm. Xin lỗi, không bật phần mềm gì hoặc là bật một phần mềm thôi mà nó cũng đã ăn tầm khoảng 85-95%. Thì cái này thường là do đâu hả Minh Cận? Em nghĩ là do phần mềm chạy ngầm hoặc là cũng có thể là do nó bị xung đột một cái gì đấy trong máy. Anh nghĩ là đang bị xung đột cái BIOS, bởi vì cái phần mềm Omen Gaming Hub này đấy, nó sẽ liên hệ với cả cái BIOS để mà có thể điều chỉnh cái hiệu năng thông qua quạt hay là thông qua là giới hạn xung các thứ. Đúng rồi. Em nghĩ là đôi khi nó bị xung đột nó khiến cho cái việc điều khiển của con CPU nó phải làm việc nhiều bất thường ấy. Thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách là update hết lên hoặc là cài lại những cái bản gaming hub nó chuẩn hơn đến từ nhà Omen. Và nếu không được nữa thì chúng ta có thể check qua Win, bởi vì em nghĩ là đa phần cái này lỗi là đến phần mềm nhiều hơn. Rồi ok. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua cái trường hợp là có một vài các phần mềm chạy ngầm, bạn có thể kiểm tra ở phần Task Manager. Nhưng mà nếu như là máy mới thì không sao, thì không cần phải kiểm tra cái đấy. Rồi ok, câu hỏi tiếp theo 11 của bạn Huỳnh Trung. Chào bạn, bạn đang tìm hiểu mua một con laptop dùng để dựng video, render animation 3D và thiết kế đồ họa, nhưng mà không biết phải chọn con máy như thế nào cho hợp lý, giá tầm 25 triệu trở lại, bạn có thể giúp mình tư vấn với được không ạ? Render animation 3D ấy, là một cái ngành mà nó khá là chung chung, nó rộng lắm. Đấy, thì có bạn thì render animation 3D nhẹ nhàng, có bạn thì render nó rất là nặng. Ví dụ như kiểu là anh Hiếu editor ở bên mình thì anh ấy làm phim hoạt hình xong rồi là không có tí gì hay ten cả nhưng mà nó cũng vẫn nặng. Đấy thì chúng ta không hay ten. Ok. Rồi, ok. Và tầm giá khoảng 25 triệu thì nếu như mà là cái cấu hình mà tốt nhất để bạn có thể là làm về dựng video xong rồi là render animation 3D ấy, thì thường là mình sẽ khuyên bạn là làm PC. Đúng. Đó, thì nó sẽ là chúng ta sẽ có cái cấu hình ngon nhất. Còn nếu tầm 25 triệu đổ lại thì mình có một sự lựa chọn cho bạn. Nếu mà là laptop, chúng ta sẽ chọn một vài những con máy sử dụng chip Intel i5 11400H đi kèm với đó là RTX 3050 hoặc là 3050 Ti. Thì loanh quanh tầm 25 triệu chúng ta có một vài lựa chọn về Acer Nitro 5 hoặc là HP Victor 16 thì có sẽ có cái mức cấu hình tương tự như vậy. Ngoài ra thì nếu như bạn cần cái sự chuẩn màu khi mà chúng ta dựng video chẳng hạn thì bạn có thể ngắm sang bên Lenovo Legion 5. Chúng ta cũng có cái cấu hình nó gần tương tự như thế. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có bản mà có độ phổ màu cao và độ xanh màu thấp sẽ phù hợp hơn với bạn. Tuy nhiên thì cái mức tầm 25 triệu đổ lại thì cũng hơi khó để kiếm con Lenovo Legion 5. Bạn có thể là săn. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Kenny. Không phải là Kenny San.
đúng rồi, không phải Kenny Sang nhá. Cho mình hỏi là giữa Ryzen 7 3060 với lại i7 và RTX 3060 Ti thì con nào ngon hơn, chênh lệch giữa hai con có nhiều không? Thì chênh lệch thực ra là phải tùy thuộc vào tác vụ mình cần ạ. Đúng rồi, và em cũng nghĩ là bạn cũng chưa thấy nói là ở trên hai con máy gì. Ờ đúng. Đấy, ví dụ như con R7 5800H với RTX 3060 này mà nó đặt trên mấy con gọi là dòng mấy dòng creator thì sao? Thì đương nhiên là cái hiệu năng của nó sẽ chỉ nó sẽ bị bóp tạc lại thôi. Đúng không? Đúng rồi, nó thiên về tính di động mà. Đúng. Đấy thì cũng không thể so được, nó cũng hơi khó. Nhưng mà nhìn chung thì nếu như mà chúng ta cứ xét là nó đều được đặt trên một con laptop gaming đi. Laptop gaming đi. Và thoải mái tản nhiệt đều là để nhu cầu là chơi game đi. Thì rõ ràng là cái combo Ryzen 7 5800H và 3060 kia nó sẽ ngon hơn tương đối là nhiều. Đấy, khi mà chơi game thì lúc nào CPU nó cũng chỉ ăn tầm từ 40 cho đến là 55W thôi. Và nó sẽ ăn nhiều vào cả đồ họa hơn. Và trong cái khoảng 40-55W này thì Ryzen nó đã bung được hết sức mạnh rồi. Còn Intel thì nó chưa. Thế nên là giữa combo này mà để chơi game thì mình sẽ chọn combo đầu tiên. Ok, mình cũng chọn giống Minh Cận. Cảm ơn em. Chúng ta đến với câu hỏi số 13 của bạn Đàm Tiến Danh. Anh hoặc chị cho em hỏi loanh quanh tầm 30 triệu học kỹ thuật tương lai, có tìm hiểu một xíu về đồ họa. Anh lại tưởng là kỹ thuật tương lai cơ. Kỹ thuật tương lai. Em chơi LOL thôi à. Anh chị tư vấn giúp em với. Em cảm ơn. Chúc anh chị sức khỏe và kênh ngày càng phát triển. Đó thì học kỹ thuật chúng ta cũng có khá là nhiều những cái ngành kỹ thuật. Một vài ngành như kiểu ngành ô tô này, hay anh em làm cơ khí chẳng hạn. Đúng. Chúng ta sẽ phải vẽ CAD xong rồi là vẽ những cái phần mềm dựng hình khá là nhiều. Thì lúc đó chúng ta sẽ cần phải một con máy chạm là một, hoặc là một con laptop gaming có cặp đồ họa khá ổn. Còn nếu một vài những cái ngành kỹ thuật mà thiên về chúng ta quản lập trình như kiểu lập trình nhúng với cả điều khiển tự động các thứ thì nó cũng không cần không phải cần một con quá là mạnh, thì một con Ultrabook cũng đã đủ rồi. Chính xác. Thì tầm khoảng 30 triệu thì đầu tiên chúng ta chọn cho bạn một con laptop máy chạm đi. Máy chạm Dell Precision 7530. 7530 tầm con lựa chọn cho bạn 7530 rồi. Còn về một con laptop gaming thì chúng ta sẽ có lựa chọn cho bạn là một con Acer Nitro 5 Tiger chẳng hạn. Tiger này. Cấu hình chúng ta sẽ có là i5-12500H và đi kèm là RTX 3050. Rồi. Ok. Còn nếu như là một con Ultrabook thì tầm này em thấy nhiều quá. Nhiều quá. Bạn chọn con Ultrabook nào tầm tầm thôi cũng được. Con nào đắt tiền nhất thì mua thôi. Đấy, nói chung là bạn học kỹ thuật nhưng mà kỹ thuật chúng ta không nói rõ là thế nào thì cũng khó. Còn nếu mà bạn làm kỹ thuật mà có liên quan đến đồ họa thì lựa chọn hai lựa chọn đầu tiên. Có máy chạm và gaming, đấy là hai cái lựa chọn ngon cho bạn rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo là anh Minh. Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Anh. Chào các anh chị, em hiện tại là sinh viên ngành kỹ thuật máy tính năm nhất. Do tình hình học online nên em đã mua PC, nhưng đến bây giờ thì một số giảng viên yêu cầu cần phải có laptop. Rồi, em đang hướng tới một số mẫu Dell cũ tầm giá 13 triệu như là Dell Latitude E7480i7-7600U. Vì cấu hình PC ở nhà là i5-11400 và cộng với cả GTX 1060 3GB rồi. Và không biết option này có thể đáp ứng tốt nhu cầu 4 đến 5 năm đại học hay không, và liệu có option nào khác ngon hơn trong tầm giá không, em cảm ơn. Cấu hình PC này là rất là ngon rồi. Rất ngon rồi. Đấy, kể cả bạn có chơi game 3A hay là bạn học những cái luôn. Bạn học những cái giáo trình mà nó cũng 3A, HTML, LOL này, Java, Valorant này, các thứ thoải mái. CSGO thì cũng thoải mái hết. Rồi. Và còn cái laptop này thì em thấy bạn chọn chuẩn rồi đấy chứ nhỉ? Chuẩn. Tầm 13 triệu mang con này đi, con này có chất lượng build tốt này. Cấu hình thì nó không cao nhưng mà với những cái nhu cầu trên giảng đường thì em nghĩ là nó cũng vẫn rất là đủ rồi. Tối việc có việc gì nặng thì tối bạn mang về nhà, bạn cắm vào PC dùng. Chuẩn rồi đấy. Đấy, bạn chọn quá tốt, mình không có ý kiến gì hết. Nói chung bạn đã có một con PC ngon thế này rồi thì cái con laptop mà đem đến trường ấy, nó chỉ cần là một con pin trâu chạy được. Là gì chúng ta có thể là ghi chép lại một số các cái bài, xong rồi là chúng ta học code thì chúng ta có thể code thẳng ở trên cái phần đấy để mà có thể là thử luôn ở trên lớp thôi. Nó không cần một con là quá là mạnh. Đúng. Còn mạnh hay không thì chúng ta đem về nhà làm sao. Hoặc là có thể là remote control. Quá chính xác luôn. Câu hỏi số 15 của bạn, hỏi và đáp 152. Hay đấy. Hay bạn đấy. Đi trước, bạn đi trước tương lai đấy. Ao chỉnh đấy. Chào các anh đẹp gái. Được thôi, ao chỉnh hai lần, tuyệt vời. Em sao? Muốn vào ngày. Tôi tưởng là hôm nay chúng ta bảo hôm nay là một ngày đẹp trời, sao chúng ta bị trôn nhiều thế nhở? Em cũng không thấy nó đẹp lắm anh ạ. Online hôm nay thì thấy là đủ rồi. Thôi được rồi, nốt câu hỏi đi. Chào các anh đẹp gái. Em muốn vào ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và có nhu cầu học một số dạng bài như là LOL này, Valorant này, Genshin Impact này. Em có phân vân giữa một số con như sau. Đầu tiên là Razer Strix G513 phiên bản Ryzen 7 4800H cộng với GTX 1650, IdeaPad học tập 3, Ryzen 5 GTX 1650, HP Victus cũng là Ryzen 5 nhưng mà lại đi kèm với là 3060 Ti. Thì trong những con này đánh giá phần hiệu năng và chất lượng build cũng như khả năng nâng cấp thì như thế nào? Con nào tốt hơn, có còn con nào tốt hơn trong tầm giá hay không ạ? Trừ Nitro 5 vì em không thích design của nó cho lắm.
Ây da, ghét ngài là chúng ta đã bỏ qua cả một cái hệ tư tưởng rồi. Nhưng mà không sao, ở trong cái tầm giá này, đối với nhu cầu của bạn thì một số các cái dạng bài như kiểu LOL, Valorant thứ thì tôi chắc chắn là sau này bạn sẽ có học thêm một số các dạng bài game 3A. Đúng, thì lựa chọn RTX 3050 Ti nó vẫn là một sự lựa chọn hợp lý, không thừa đâu. Và vì thế thì nếu lựa chọn mình sẽ chọn HP Victus 16. Còn về ở đây, hiệu năng, chất lượng build thì mình hãy đánh giá chất lượng build của ROG Strix V513 ngon hơn một chút. Nhưng mà cái hiệu năng của RTX 3050 Ti thì chúng ta không thể nào mà phủ nhận được. Đúng rồi. Đấy, thì mình vẫn sẽ chọn HP Victus 16 cho các nhu cầu của bạn. Rồi, mình cũng sẽ chọn giống anh Minh bởi vì là con HP Victus 16 này nhìn chung thì nó là ngon nhất trong ba con này. Đấy, con mà bạn đang đưa ra đây. Và đến con tiếp theo, câu hỏi số 16 của bạn Nguyễn Phương Nam. Ất cho mình hỏi là OD của mình báo là Need Optimization 66% fragmented là như vậy là sao ạ? Có ảnh hưởng đến ổ cứng hay không và có cách khắc phục hay không? Mình có tham khảo trên mạng nhưng không khắc phục được nên mong Ất giúp mình. Cảm ơn Ất và chúc kênh phát triển. Đây, đầu tiên là Need Optimization, tức là đấy, chúng ta cần phải... Cái này tôi nghĩ rằng là bạn đang sử dụng HDD và máy của chúng ta đang... À, ổ cứng của chúng ta đang bị phân mảnh. Và bạn hoàn toàn có thể lên Google và tìm cách là để chúng ta chống phân mảnh ổ cứng. Đấy, và thì nó sẽ giảm cái con số 66% này xuống, chỉ là giảm thôi. Tuy nhiên thì 66% này thì tôi nghĩ rằng cũng là một con số khá cao và đáng báo động rồi. Vì thế thì bạn hoàn toàn có thể đổi một con HDD mới. Còn nếu như mà bạn đổi lên được SSD thì càng tốt, càng ngon. Tuy nhiên thì SSD thì chúng ta không nên phân mảnh ổ cứng. Đó, vì thế thì bạn có thể kiểm tra lại nhá. HDD thì chúng ta hay thay con ổ cứng mới. Còn nếu như mà là SSD thì chúng ta cũng nên thay con mới. Cứng mới và không nên phân mảnh nó. Không nên phân mảnh. Okay. Còn con HDD thì có thể là chống phân mảnh. Rồi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn. À, quên mất, bạn hỏi là có ảnh hưởng gì đến ổ cứng hay không? Thì có, nó ảnh hưởng khá là nhiều đến tốc độ đọc ghi. À, ok anh Minh. Rồi, cảm ơn anh Minh. Và đến với câu tiếp theo, số 17 của bạn Kudo Dũng. Mình đang xài Legend 5 2021 bản trắng, màn hình là Full HD. Có nên bỏ thêm 5 triệu để up Legend 5 Pro màn 2K và màu xám không ạ? Cấu hình thì Ryzen 7 5800H 3060, Pro thì đang có giá là 34 triệu. Có nghĩa là 34 triệu có Legend 5 Pro Ryzen 7 3060. Thì bạn ấy hỏi là có nên lên up lên hay không, thì em nghĩ là chả tội gì nhỉ. Up thôi. Legend 5 Pro ấy nó có mức giá là 34 triệu thì nó khá là thế giới rồi. Đúng rồi. Đấy, chúng ta có đấy, quá là nhiều thứ rồi. Không, bình thường mình còn mua là tầm khoảng là bây giờ loanh quanh tầm khoảng 37-38 triệu thôi. Mà đấy, nó không chỉ hơn ở mình cái màn 2K đâu. Đấy, còn chất lượng build của nó, kim loại này, xong rồi là hệ thống tản nhiệt của nó cũng có thể khiến cho chúng ta mát mẻ hơn. Đúng. Đấy. Hơn rất là nhiều thứ và 5 triệu nếu như bạn có điều kiện thì có thể là up lên. Còn nếu không có điều kiện thì thôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Under, nhưng mà không có ground. Không phải underground. Ất cho em hỏi là Acer Nitro 5 i5 11400 RTX 3060 và Evolite Katana GS76 phiên bản i7 3050 thì nên chọn con nào để chơi game ạ? Ok, với lại vấn đề chơi game rồi. Và như mình cũng đã nói thì con i5 11400H 6x12 luồng nó cũng là một con khá là mạnh để cho các tác vụ chúng ta chơi game rồi. Đúng. Vì nói chung là game chúng ta ăn CPU nó cũng nó không phải là quá nhiều. Đúng. Nó chỉ tầm là con i5 này là cân được rồi. Đúng. Mà con RTX 3060 nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều ở trong game, kể cả game 3A hay là các tựa game bình thường. Thì thế chúng ta đã có câu trả lời, Acer Nitro 5 RTX 3060 thôi. Rồi, ok. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn. Và đây là Falantilo. Falantilo. Mình đang băn khoăn giữa hai mẫu của Acer Nitro 5 Tiger bản i7 là 12700H RTX 3050 Ti với cả i5 12500 RTX 3050 chỉ chơi mẫu ARK với LOL, Valorant với cả học tập chênh nhau khoảng 3 triệu thì có nên cố lên i7 hay không? Mong được tư vấn. Rồi, chênh nhau 3 triệu của chúng ta. Có lên đi. Có đáng lên không? Có chứ anh. Có đáng lên đúng không? Bởi vì chúng ta còn nâng được 3050 thêm ti này. À, chúng ta thêm ti đấy. Ừ, thêm cả ti cơ à. Thêm cả ti đấy. Nhưng mà ở đây thì bạn có chơi cả ARK, học tập, Valorant những thứ thì mình nghĩ rằng có một sự lựa chọn ngon hơn. Tương tự như bạn ở phía bên trên kia, chúng ta chọn một con Lenovo Legion 5 phiên bản Ryzen 5 5600 có RTX 3060. Thì RTX 3060 sẽ có 6GB RAM và nó khiến cho việc là chúng ta chơi những tựa game như kiểu ARK, những tựa game thế giới mở ấy. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn khá là nhiều. Thì con đấy mình nghĩ rằng sẽ lựa chọn tuyệt vời hơn so với cả hai con Acer Nitro 5 này. Rồi, ok, cảm ơn anh Minh. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn cơm máu gạo tiền cơm Việt Nam đồng. Mình đang có khoảng 25-26 triệu muốn tìm một con máy có màn đẹp một tí để học đồ họa, hiệu năng khỏe một tí và có thể chơi được LOL, Valorant, Genshin mà có thiết kế mỏng nhẹ thì càng tốt, có thể xài lâu dài ạ. Mình cảm ơn. Mỏng nhẹ, màn đẹp, thiết không, kế đầu tiên là màn đẹp, màn đẹp này, học thiết kế đồ họa. Rồi, lại còn hiệu năng khỏe một tí này. Thế thì chỉ có gaming thôi. Chơi được những cái con này, con game này này. Ờ. Xong lại còn mỏng nhẹ này. Thì thôi, em là em chọn luôn đấy. Anh không em biết chọn anh, em chọn luôn, em chọn G14. Anh cũng chọn Zephyrus G14. Hết rồi. Có mỗi một con đấy trong tầm giá này thôi.
Rồi, câu hỏi từ cuối cùng trong số ngày hôm nay đến từ bạn Đạt Trần Công. Em làm về kỹ thuật có cả đồ họa 3D, em đang phân vân giữa là MSI Creator Z16P, i7-11800H, RAM 16GB, SSD 512, RTX 3060, 6GB. Và lựa chọn thứ hai của bạn ấy thì lại là Dell XPS 13 9310, i7-11900G7, cũng là RAM 16, SSD 512, nhưng mà chỉ là Intel Iris Lake Graphics thôi. Hơn được cái là màn 4K. Con nào dùng được lâu dài và bền hơn trong tầm giá đấy thì có con nào ngon hơn không? Bạn ấy thực sự di động và việc màn hình mỏng. Nếu như mà xét về việc là chúng ta làm kỹ thuật lại còn có cả đồ họa 3D thì anh sẽ nghiêng về con MSI Creator hơn. Em cũng thế. Đấy, con kia chúng ta chỉ có Iris Lake Graphics thôi. Đó, mặc dù là màn 2K thì cũng đẹp đấy, nhưng 4K. Màn cũng, 4K cũng đẹp ngon đấy. Nhưng mà Iris Lake Graphics mà đi thì... kéo đồ họa 3D thì hơi đùa ấy. Xong lại còn kéo 4K. Chắc là em nghĩ em không được đâu. Rồi đấy, và vì thế bạn đã có câu trả lời MSI Creator Z16P. Con nào ngon hơn thì chúng mình trong tầm giá này chúng mình cũng chưa tìm được quá nhiều sự lựa chọn ngon hơn. Nếu mà có thêm sự lựa chọn gì đấy cho bạn tham khảo thì bạn có thể tham khảo sang thêm một vài dòng mỏng nhẹ khác, ví dụ như là dòng GS hoặc là một số mẫu máy như là Razer. Đấy, còn lại đâu thì mình cũng không biết là có nào ngon hơn không, bởi vì mình cũng tương đối là thích cái sự lựa chọn là Z16P kia rồi. Đấy. Ok, và đó là những câu hỏi trong ngày hôm nay. Một số hỏi đáp rất là nhiều sóng gió khi mà anh em chôn chúng mình, đưa chúng mình lên đỉnh xong rồi là xuống đáy, giống như kiểu là chúng ta đi chơi coi vậy. Đúng rồi. Và vì thế thì nếu anh em có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc nào thì cũng hoàn toàn có thể comment bên dưới phần bình luận. Và mình là Minh Tấu Hề. Mình cũng là Minh Tấu Hài. Ok, và hai anh em mình xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên, nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của Lato AZ. Và đừng bỏ qua bất kỳ video nào của chúng mình. Bye bye, tạm biệt các bạn. Em vẫn cay cú. We'll be right back.